Phúc Khang ẩm thực xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang ẩm thực sẽ làm một cái video clip mà rắn lẩu rắn và rắn xào xả ớt nha cô chú anh chị và các bạn. Mời cô chú và các bạn xem video của Phúc Khang ẩm thực. Cho Phúc Khang ẩm thực xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Bây giờ mời cô chú anh chị và các bạn theo dõi. Đâu biết đâu. Đường vắng lên rồi. Rồi vắng lắm. Đường quay thì chủ nhật đưa 5 thì đều cái thu một. Làm kia trước em là gì? Làm xả trước đi, nấu trước đi. Đang bầm cho, đang đẩy sôi. Ừ. Này rắn nó hầm riêng nữa hả? Cái kia là bằm xào còn cái này hầm hả? Cái này nấu lẩu. Lẩu rắn hả? Lẩu nè. Cái kia là bằm xào xả ớt, còn này lẩu rắn. Ớt phồng dần vô sướng mắt. Nó chặt rồi. Cái này nồng mũi vậy. Có một cái đây hả? Không ai là cha. Mày ngại xả là đâu có là cái gì lá cách hả? Không, xào xả lá cách chi? Và ớt. Tinh thần rất tệ. Không biết dịch được sao. Kêu đường nó nẻo. Chưa? Rồi. Giờ em đi mua đá rồi đó nha. Giờ chưa có bia nè, giờ bia đâu? Bia đấy chưa? Bia đâu? Thì mua đá thì mua bia luôn đi. Bia
thấy con dễ mấy ông dịnh dễ nữa đó, thấy con vợ thấy thương không, mua đá mua bia cho chồng uống xuống không, có bia đó. Giờ xong đó bắt đầu nha, làm nãy giờ mà có ba thằng à. Ở trên có 4 người đi kêu xuống. Ủa vậy ở trên cao dưới đây cũng nghe luôn mà. Ngày trên ống đó giờ trái đi nghe luôn. Lộn rồi. Nè, đây là bia này nha. Đây là giấm này nha. Giấm xào xa ớt nè. Ngon lắm luôn á. Còn này là gì quên ta? Lẩu rắn. Này lẩu rắn này nha. Rắn hầm xả chứ. Rắn hầm xả, ngon lắm luôn á. Mà không biết ăn món này. Vô nha. Nè em làm trước nha. Vô. Làm trước nó mới mua về luôn á. Vô nha. Uống gì chồng em á. À, chồng ngồi im re luôn rồi. Re luôn. Rồi xong ra chỗ khác để chỗ mình lớn nhậu. Nè qua đây nè, chứ gần gần hẳn đây trước đi. Không đó từ từ. Tuần này á mình bắt đầu mua giấm về ăn nha, được 4 con hả anh? 4 5 con. Mấy con? 6 con. 6 con luôn á. 6 con và 3 thằng, thằng 2 con nha. Để nó đã nữa rồi. Ăn ngay dính giữa là gì á. Quá em chưa? Cút ngon hả? Con chán, mày dâng mấy con. Thầy ra tiền. Má có đó. Bánh đa kìa, chứ đâu phải bánh tráng kia. Cái này xúc bánh đa. Bây giờ bánh đa mình gói, con chán không bánh đa con ra. Quay vũ dao nữa kìa. Vũ dao lát khỏi nha. Vậy? Vậy bên anh làm. Có. Mới về trễ mặn mới. Vì nãy sao chị mua bún? Con mì. Giờ thiếu món mì nha. Món này là đi ra quầy quán có tiền không á? Ba thằng chắc nhậu không hết nổi đâu. Bây giờ bắt đầu bỏ hông tơ vô nè. Đó. Giờ người quay cả nó miếng luôn nè. Đừng đây, tắt điện thoại đi, bấm hoài. Giờ không ai vô, em anh vô nữa nè. Quá trời. Đừng mua nước cá, nước bia. Nước dẫn dân đi làm bị lóc luôn. Không dẫn em đi được á, em nói sàm sàm lắm á. Ông dẫn đi đúng sàm luôn. Đúng sàm luôn á, sao? Nó mới coi gì. Con nhỏ này đâu nó sàm dữ vậy. Video của Phúc Khang ẩm thực đến đây xin kết thúc. Cảm ơn cô chú, anh chị và các bạn đã xem video. Nhớ cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký, chia sẻ, ủng hộ kênh nha cô chú, anh chị và các bạn. Hẹn gặp lại cô chú, anh chị và các bạn video tiếp theo.